chịu hả? Mà không im, mới sửa lại đó. Yếu vậy? Yếu mà trời dở nữa. Cái đang vô mình rồi, nó hút nó rồi. Rồi đang bánh đi. Có sống tay không chứ? Trong nhà bánh đó. Vậy chưa, nó đây không có công đâu. Quay quay. Vậy chưa? Rồi ăn bánh chuối các bạn ơi. Nè có để mót qua bãi nè. Mới thử tại tiện à. Bỏ nó đi cho nó hát. Nãy rồi nắng. Hai thằng tóc quấn quấn giống nhau ha. Mà mót thì không thân bằng Phúc. Với thằng Lập. Phúc Lộc đã ngủ chung hết đêm mà hắn phát lại chưa. Rồi. Đúng đêm mà còn cứ lộn. Chổi thôi chứ không cự, chổi bãi luôn. Các bạn, tối là để vậy mà còn lấy dây buộc bánh chén lại nó đó. Tại chuột nó chạy ra nó chạy. Nó chạy đâu nó ngót ha. Phải bỏ đâu nha. À, cái muỗng này đấy phải không? Ủa anh ta có cái đĩa mà. Đĩa mới đúng chứ. Nãy sao bằng đũa? Đũa là mình tay mình ăn đũa là dễ chứ. Mình mở ra cho bạn bè mình coi cho đũa. Đấy, ta đi bán bánh bò có ai ra được mình ăn đũa ra không? Ta không biết ăn nè. Ở trên là cái chén bò lạ nè, nó lạ cái nhỏ. Rồi tự múc luôn đi móc. Để bánh luôn. Mình người dân đem vô nè. Miền Tây mà tự nhiên như người Long Xuyên không biết tới. An Giang là cũng gần Long Xuyên rồi đó. Ở huyện nào xã nào quên mất tiêu rồi. Huyện Chi Tôn, sáng tiến huyện Chi Tôn. Còn Phúc ở Phú. Huyện An Phú, xã gì? Phú Hội. Xã Phú Hội nha. Tại nãy đây đi bó tay mày rồi bà kia bà đọc cũng mới nhớ đó chứ không nhớ ở xã nào nữa. Chị nói không? Giờ tay còn bó nữa nè. Bánh chuối đi các bạn ơi. Hỏi ở đâu lấy mình coi đi là ông đi hết nhớ. Thôi rồi bác ơi. Mua máy mới chạy luôn cho rồi đi. Tiền chứ. Không có tiền mà cút xéo chê, cút xéo trong khi ta mua có máy cút xéo á. Nó mắc thì người máy cút thẳng đúng không? Chê. Và bạn nói là cái máy cút xéo chạy chân vịt ba cánh rất ghét thì mua chân vịt hai cánh gắn vô. Được không? Tôi biết được mà không nói được, tôi mua rồi tôi lấy. Ừ. Trời nó rồi đấy đó là của cái thằng. Rồi cái máy Dũng bán rồi chưa? Máy Dũng bán rồi, bán dần dần với rồi. Cái bán anh em nó trước rồi tới ông đâu. Tại chứ kêu tôi lâu rồi mà tôi không lấy á. Dạ hả, nó bán cho anh Dũng có 2 triệu hả gì à? Cái gì nữa? Máy gì vỏ rồi như 4 triệu. Triệu hả? Thì cái máy 2 triệu, vỏ 2 triệu đó không triệu à? Trời ơi, cái xuống nó 2 triệu anh muốn bà nội. Dạ hả? Xuống 1 triệu bà. Vậy rằng em nó dụ anh. Đấy, anh em nó dụ anh được. Dạ hả? À, dắt này phút là thuốc thang này như nè, bó tay nè. Rồi sao à, nghe. Hai bữa nữa lấy bạn ơi. Đó, người ta nói lấy dưỡng, tôi lấy thuốc, tôi không kỳ thuốc gì chứ. Đủ thuốc chứ. Chỉ kỳ thuốc sâu thôi phải không? Thuốc nói gì à? Bác sĩ gặp ta, bác sĩ ta hỏi thuốc sâu kỳ không? Cái nó chích cái tay đứng vào mình, đứng vào mình nó chích nó chích thuốc nó phì, nó bắt đầu lấy ra quay lỗ, lúc đầu chích vô sân ngực nhưng mà ngồi nó biết tiêu, nó dòng người không chịu quên thuốc lại nó nổi là nổi dị ứng gì mà thuốc. Thằng Phúc mà nó làm thợ chừng 20 năm hết chắc mình mẩy thương tích tàn nát hết trơn. Này mình đem ra mình lôi cái Honda nó ra cho mất nó khám phá rồi coi ra bể lóc gì bể lóc mà không biết nó bể giống gì trong trời gãy dên một gãy dên lớn hơn người gãy. Mình cũng chưa biết cái gì, chỉ biết là nó bể lóc thôi. Bể bên hông. Ừ. Năm gãy vậy. Rồi. Cái này mình rồi. Ra mình khám phá nó coi. Ra liền. Tại Phúc nó có đã từng khám phá cái văn vua 6 HB rồi đó, nó bể một cái tan nát luôn các bạn ơi, mà không biết cái Honda này nó sao nữa. Đây. Này cho Phúc mất nó. Thì ra nó còn nhúc nhích vòng à. Rồi ấm lại sao đây? Xích hầm dên. Trời. Rồi ấm lại sao đây? Thử nó luôn mất. Bây giờ mình chơi một cái trò chơi đi, có nghĩa là mình đoán thử coi nó bị cái gì. Này nó ấm chắc ăn luôn xích hầm dên. Chắc nhìn vô thấy chứ còn gì nữa. Vô thấy rồi. Rồi được rồi.
cái này là cũng là một có thể nói là một chuyên gia máy xăng đó nha, để chuyên gia máy xăng giả cái máy này ra có cái gì ở trong đó để khám phá như thế nào. Không lẽ mình thịt ngay chỗ này luôn sao? Đây những hát chứ. Đó đi cậu hát là sao? Ừ. Cái hàng để này nó xử cái máy đó sau khi mình cho nổ cái máy lên vô này xong rồi các bạn, thì hàng để nó rã cái máy GX200 của Trung Quốc. Máy này chưa đón từ lần máy này mới mượn cái thay bổng rồi đó. Chưa chắc, nếu Phúc nói là thay bổng chưa chắc. Thay bổng luôn được rồi, ăn bổng lại. Ăn bổng lên rồi. Thôi thua Phúc còn móc một không. Chơi không cho nhìn. Thường cái máy nó bể lắp gì đó, là nó bị cái gì không có cho nhìn. Một gãy dên, hai sức hàm, ba gãy cốt. Gãy cốt quăng cái lắp, quăng cái dên ra. Bảy cốt, bảy hai đầu á. Coi như nó nại ra lắp đó đúng không? Đúng rồi. Rồi còn bị gì nữa không? Không. Chưa chắc. Đang bể trên cái này nha, còn nếu mà bể trên này còn bệnh khác, bệnh chuyên nữa. Dạ, bây giờ bệnh khác nữa. Bây giờ không biết chính xác không? Dạ, bây giờ thầy gã ra là chính xác. Không. Sao mình nghĩ á, nó gãy cốt ngoài cái chuyện mà nó bể lóc nó gãy cốt, gãy dên mà nó còn có thể là bể sơ mi hoặc nó gãy cam nữa đúng không? Chuyên gia là cái cu le là gãy, là gãy dên, là gãy dây, gãy cái cam. Cam gãy dên thôi. Cái máy này rồi cái máy này lại còn cho chứng tỏ là dên đi luôn rồi. Hả? Dên không đi mà cái dên nó sức hàm. Sức hàm hả? Sức hàm đông trong. Quay dắt chậm luôn không? Không quay đưa bá tôi còn mượn cái mâm giờ là giờ thấy rồi hay vậy, hay quá. Đổ đây, đổ đại đi, cầm nó nữa làm thợ chắc mau vào các bạn ơi. Cái đó chưa gấp rồi, gã cái máy đen vô dư được nhiêu nè, chưa gấp rồi hả? Dạ tưởng là gấp rồi là lời lớn lắm à, mau vào lắm rồi. Làm gì bạn cũng chú ý cái camera này nha, đã nhớ chưa? Còn mới nhớt nữa đâu sáng. Chắc là không còn nhớt, nghe gãy ra cái hiện tượng đó ta. Phải rồi. Lúc ngoài thấp chung chung chung, thấy cái chân nó không chung rồi. Một phút này chơi từ ngoài ta. Gã trong thời gian nhanh nhất nha. Chứ sức bằng kia đi tất cả mình cho con. Cái phim ta dài sao? Gã cái 5 phút rồi nha. Rồi mà gọi đóng phim á. Nó là cho giá một chút đi chứ gì. Cũng như ông kia ông đi mua nước dịch. Cái ông á ông biết dịch chú dịch ông điện với ông kia đi ha, ông đi giùm. Cái chú dịch cái chiều cái chích mua dịch buổi chiều cái sáng là điện cái đấy chích hỏi em chích hết chưa, nó hết anh ơi. Nghe phái liền mà nó hết bài á.
Rõ vô anh. Cái máy này bị khô nhớt má ơi, nó sốc, nó sốc lên nó gãy, nó mới giật gãy cốt nè. Xong rồi đó. Ra rồi còn gì đó. Ổng không ăn. Còn gì đó đâu, ra bằng ra lóc có một lấy búa đập thêm. Mà nó khô nhớt, nó dính nước xước, nó dậm qua, gãy. Này ơi, còn lại gì đâu? Má chưa khớp nữa. Gọi đó. Má chưa khớp nữa. Tạo hết đây gọi đó hả? Ủa, tháo mà, tháo mà phải gấp, lâu chứ tháo mới thành. Bây giờ tháo ra banh sát chứ nãy giờ là các bạn coi chứ mình chưa coi nữa. Chắc nữa giờ đấy như mở tiền để bạn là chứ gã quá chứ đừng chứ gấp, đừng để chứ gấp, đừng chứ gã không. Gã quá mau luôn phải không? Gã sau khi cả cái GX này em biết GX này mà mấy ngựa không? GX này 6 ngựa. Lý do? Hai lá bao nhiêu? Sao biết? Dạ. Sao biết? Hồi nay sư phụ cũng có dạy mà chú cũng có nói. Dạ. Yeah. Một lá là okay. Sao? Một lá 5 người. Là tại sao mà hai lá với một lá có nghĩa là một lá tạ nhiệt á là cái xi lanh nó mới tới đây hả? Thấy không? Rồi nó cái 6 người rưỡi á sơ mi nó dài, hành trình cốt dài. Thì cái bán kính cốt nó dài đó, cái dân cũng bằng nhau, xin lỗi. Thì cái này nó sẽ ra thêm. Thì cái phân khối nó sẽ lớn hơn. Còn thằng 7 ngựa thì sao ta? 7 ngựa đúng cũng vậy. Chứ không có gì hết. Có nghĩa là hai phiến tạ nhiệt là cái semi nó dài hơn. Mà 8 ngựa cũng vậy luôn hả? Nhưng mà nó hành trình nó phải làm khác hơn cái này chứ. Một cái nó khô nhớt nó dính lại đẩy cái này nè. Khô gan luôn. Cái này là cái động cơ này là do bị thiếu nhớt. Cốc này thiếu nhớt thì nó kéo lại hay khác. Nó làm gãy dên. Gãy dên thì nó đánh vô cái cây cam. Cây cam nó làm cho gãy cái dên này, nhưng mà cây cam vẫn còn. Chứng tỏ cây cam này là cam tốt nha các bạn. Cầm cây cam công. Công không? Cây công. Chưa chắc à, cái này bắt lên máy tiện mới biết à. Không thử, không thử ra trước thử. Thử kẹp vô trong cái đầu kẹp. Trong tâm ở giữa nó nhảy tàu lao là biết rồi đó. Tại nó chứ đi cái máy tiện nhỏ nó có, đưa cái máy tiện nhỏ. Có gì đâu. Thì sao? Giờ mình giải quyết cái vấn đề này đi. Thì nhìn chung thì nó cũng còn được. Cũng còn được, có nghĩa là cái sức tốc này vẫn còn cao nè. Tháo con điện đi xe ra luôn hả? Tháo hết cơ. Nãy còn nữa không? Không có thử đâu, thấy còn không đâu. Em còn một game viết liền. Biết tại sao mà cái máy nó hết nhất nó vậy giờ lý do là tại sao? Nói thử rồi. Mặt xì gòn với bạn không nhớ. Không, cái chuyện đó là mà mình không nói, nhưng mà tại sao cái máy hết nhất là nó gãy dên? Kích cốt kích nè, đó, cái lực ly tâm nó đẩy đi. Cái lực cái máy quấn cái máy nó đẩy đi, đẩy đi. Ý nó là moment sắn thôi phải không? Moment sắn đẩy đi phải không? Đồng ý. Nhưng mà muốn bẻ cái dên này đâu phải đơn giản. Cái dên muốn gãy nó thử coi mình cầm mình lấy đồ mình xẹo xẹo. Chắc chưa chắc gì gãy. Với cái dắt mà máy mình chạy hết nhớt khô nhớt nóng. Cái đó đồng ý. Giãn nhôm gãy. Đó. Có nghĩa là khi mà nó bị lọt dên á thì nó ma sát phải không? Ma sát thì nó sinh ra nhiệt các bạn. Lúc đó là cái dên này nè, cái độ nóng nó là gần như là chảy luôn á thì nó mới gãy cái ngay cái cổ này. Đồng thời á mấy cái chỗ này nè, nó kim loại khi bị nó nóng á sẽ nó mất cái độ mà cái độ chịu lực của nó đó, thành ra nó bị mềm hết trơn. À dẫu mà nó không gãy á thì mấy con ốc này cũng có thể bị mềm hết. Giống như mình siết cái gì đó cho thật chặt, phải không? Rồi mình hơ cái vật đó thì thứ nhất là nó giãn cái bù lon, thứ hai là cái vật mà nó chịu sức mà sức ép á nó sẽ thùng lại, thành ra nó nhẹ. Đối với nhôm nha các bạn, mà nói dưới thép á, như mấy con ốc mà D28 mà nó bị khô một cái đó ha, dính gần luôn, gần lộ mắt luôn. Có xuống thời bắn ra với gà không? Bắn ra gà nhưng mà nó gì dính gần. Chúng hai nó có tác dụng phụ đó nghe, bắn ra nó dính gan tựa lưa hết trơn. Đó, phút bỏ vô luôn. Kệ nó. Nhưng mà cái này mình chưa bỏ các bạn ơi. Mình lấy cái dên này mình sẽ hàn vô cái lốc này. Kéo giãn thịt ra. Ok, để đi, bỏ vô đó luôn phút. Nằm một đống luôn nè. Bỏ vô đó đi.
lấy cái dên này hàng vô lắp này rồi mình mua cái dên mới lắp vô, coi như là chỉ mình mà chỉ mất cái dên thôi, còn mất cái bã nhôm hàng rồi ok. Gắp cái vô đi má ơi. Kia anh gắp đi. Gắp đi. Đúng bài luôn. Thôi khóc mà. Sớm mày ra, sớm mày ra. Có công việc gì làm đi, hỏi anh gắp chưa? Móc về mà tháo gắp cho anh, có tháo máy đâu anh biết gắp làm sao không? Anh tháo anh biết gắp được. Có bạn ta đánh quay phim không không? Bỏ anh gắp rồi, anh tháo quay phim lần nữa nhớ gì giờ. Có quên là dạm phim gắp lại. Bắt lên vừa lên quay phim coi được không? Gắp lại chứ gì chứ. Rồi cái máy mà gã này nè, mai mốt còn mốt mà nó không xuống là mình bắt ngồi mình mở phim cho mình gắp lại nữa. Mở rồi. Ừ. Khổ nữa. Mở. Mở đây làm cái nào mà phim đâu, lúc mở mà phim gắp quay phim sợ gắp lúc gắp lộn á. Ừ, thì thường thường đi sửa đồ mấy ổng hỏi quay thêm chi thì mình trả lại ra nhiều phút vậy đó. Sao quay thế nào gắp lại. Giống như mấy ông mà gắp máy mà chụp hình đó. Vô sau chụp hình lại hết. Máy này thay bọng. Tại bọng này hàng lại giật bọng. Ủa nó cũng mới gan tôi nãy rồi. Không, nếu bọng mà nhẹ anh hàng là được. Còn bọng này nè nó nứt đây bởi đây nè. Chứ bởi đây nữa nó hàng lại mặt lóc này giật nó không bằng, không bằng dinh mặt. Hàng lại dinh mặt. Bởi trên này nè. Nứt đang lỗ. Dạ. Nứt đây là do nó tung ở dưới này trên này trước nhưng mà nó không bể rồi. Nhưng mà tung ở dưới nó bể. Vậy là mày móng hơn trên. À, nhưng mà cảm thấy cái xi lanh này còn ok. Ok mà nếu hàng lại bị nhưng nhật. Mà xi lanh ok mà tại sao máy không nhớt? Gì? Bạc hở. Ừ à, đúng rồi đó. Bạc hở với xì ron không ừ. Coi. Ừ. Xì ron. Xì ron. Con này xì. Xì nhẹp chứ. Đang tháo bằng gáo luôn đi, thay bọng rồi mà, phải không? Không. Nhưng mà ý kiến cá nhân mình thì mình hàng lóc này lại. Hàng luôn hàng. Hàng lại giật. Giật tôi đem lên máy phai tôi giặt mặt này. Được không chú? Được. Quán ở nhà có mà. Dạ. Yeah. À, bây giờ mình hay làm ngược lại những cái gì mà mấy thằng bạn mình nói gì đó. Bây giờ như là Phúc với thằng Mót nó nói là bây giờ hài lòng khác à, thay bổng gì còn gì nữa không nói à. Thì bây giờ mình hàng lại các bạn rồi khi nhưng mà đồng ý là hàng lại rồi thay mặt lóc là chạy được phải không? Được dạ. Rồi. Mà mắc cái cốt mình chích lại chích nếu mà hai mặt lại mẹ mỏng lại nè chích cái lợi đạn vô chút. Tôi không chích lợi đạn mà tôi chim canh ron ra được không? Được. Được luôn phải không? Hơi xấu. Mấy chú gỡ ra sao bắt tiêu mấy chốt định vị người ta chơi này. Để mầm á. Có để có gỡ ra rồi phải không? Ờ chứ bỏ ra là không chịu rồi nha. Cái mấy cái động cơ Honda nè các bạn, kiểu dáng Honda nè, mấy chốt định vị này là cực kỳ quan trọng nè. Cái này mà nó không có chốt định vị ha, chạy sức mục đích hết trơn. Chứ 80% là sức hết. Mục đích là xay nè, xay tới. Còn nếu mình muốn chắc á là mình phải tha keo của cái tấm ron nắp đích này nè. Tha keo. Cộng với hai cái chốt định vị này còn ok là cái đắp đít cất ít sức mà ráp vô mà bỏ mấy chốt định vị này thôi lạnh đủ luôn đó các bạn. Lắp lắp cũng vậy được. Ừ. Lắp này chốt định vị cũng hai chốt định vị. Cái máy này không đi lấy luôn à. Ừ. Thì ok cái phần mà gã ráp mà công nhận hàng để này cái gã ráp quá màu các bạn ơi. Cái này mà nếu mà cho nó gã ráp chắc ngày nó quất chừng 20 cái à. Mà máy đâu gã không có cái ráp không? Dịnh không có gã ở trên con cái rồi. Ừ. À, bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video mà gã banh sắt cái máy nổ lốc này ra để cho hai anh để khám phá cái gì rồi khi nào mình hàng xong rồi mình gáp vô rồi cho các bạn xem cái động cơ bể lốc có thể giờ phục hồi lại chứ không cần phải thay lốc nha. Ok. À, tạm biệt đi chứ. À, y gan là lúc còn mới. Y gan không đảm bảo. Đảm bảo thì nó cho hàng xấu rồi. Y gan nó không xì nhớt. Không xì nhớt thôi. Rồi. Đồng ý phải không? Vậy chừng nào mình làm rồi mình kêu để mót xuống gáp các bạn. Ừ, đi qua bữa nó xuống gáp. Ok. Ba bữa nó sẽ thua. Cái này anh sẽ hàng nhà luôn. Ừ. Hàng nhà mà. Hàng nhà bình thường. Rồi ok. Hàng bằng chỗ đá. Khỏi bằng chỗ đá, mình chơi hàng bằng ga luôn. Ga luôn. Ga đó.